Miss Universe không cách ly tập trung, tổ chức gấp gáp, Khánh Vân thiệt thòi và mạo hiểm. Theo thông tin mới nhất được cập nhật, lịch trình diễn ra cuộc thi Miss Universe 2020 chỉ diễn ra vẹn vẹn 10 ngày và không tiến hành cách ly tập trung. Ngay sau khi ban tổ chức cuộc thi Miss Universe 2020 công bố ảnh tờ giỏ phải chính thức của các thí sinh, cũng như cách thức bình chọn để tìm ra top 21 đã khiến fan vô cùng phấn khích, vì cuộc chiến sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh đang sắp tìm ra chủ nhân cho chiếc vương miện mùa giải năm nay. Mới đây, lịch trình ban tổ chức mới công bố cuộc thi năm nay cũng chỉ kéo dài vẹn vẹn khoảng 10 ngày, tương đương với mùa giải mà Hoàng Thúy tham dự vào năm 2019. Điều này đồng nghĩa với việc các phần thi sẽ diễn ra rất sát ngày và khán giả không có cơ hội chứng kiến phá sần sâu hoành tráng mà Khánh Vân mang đến Miss Universe. Bởi lẽ trước đó, ekip đã công bố danh sách các đơn vị đồng hành cùng Khánh Vân về khoản trang phục rất xịn sò. Tuy nhiên, điều khiến cả cộng đồng fan sắc đẹp lo lắng chính là ban tổ chức sẽ không tiến hành cách ly tập trung 14 ngày. Các cô gái bằng cách nào đó phải giải trình chứng minh rằng họ âm tính với COVID-19 kể từ lúc làm thủ tục xuất nhập cảnh tại quê nhà. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh, nếu các thí sinh đã được tiêm vaccine vui lòng xuất trình thẻ chứng nhận. Dự kiến đầu tháng 5 năm 2021, các thí sinh sẽ đồng loạt có mặt tại xứ sở cờ hoa để sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 là khoảng thời gian hoàn tất mọi thủ tục, chụp ảnh với nhà tài trợ và tham gia các buổi diễn tập. Phần thi phỏng vấn kín sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5 và đêm thi Nation nổ cổ sùng chỉ diễn ra sau đó một ngày tức ngày 14 tháng 5. Đêm chung kết sẽ rơi vào ngày 16 tháng 5 năm 2021. Để hạn chế tối đa nhất có thể việc tiếp xúc, giao lưu nên ban tổ chức yêu cầu không cho thí sinh mang bất cứ món quà nào để tặng các đối thủ nước bạn. Hiện tại, Khánh Vân chỉ còn hơn 20 ngày để hoàn tất mọi thủ tục để lên đường chinh chiến. Song song với chuỗi series giao to Miss Universe đang được diễn ra chính là lúc Khánh Vân cật lực chạy đua nước rút với thời gian để tạo nên một dấu ấn riêng biệt nhằm tạo nên sức hút mạnh mẽ với ban tổ chức. Thông tin đính kèm với hình ảnh tờ giỏ phải chính thức của Khánh Vân được Miss Universe khá hứng thú khi gọi cô là chị cả của 40 em gái. Nguyễn Trần Khánh Vân hiện đang là đại sứ của Văn Bổ Đỉ Vì Lạ Giờ tổ chức hỗ trợ, giải cứu và giúp đỡ các trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Trong buổi phỏng vấn giả định với ban giám khảo với dàn khách mời là Á hậu Hoàng My và Á hậu Hoàng Thùy, Hoa hậu Khánh Vân cũng cho biết cô quyết định sử dụng tiếng Việt tại vòng phỏng vấn kín tại Miss Universe. Bởi lẽ, đây là dịp cô muốn truyền tải đầy đủ thông điệp của dự án cá nhân cũng như câu chuyện đi giải cứu trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.